Của mình, video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn. Vậy mình tô màu xong đi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô
tô mờ những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé. Vừa rồi tô màu xong nha các bạn.